Vì sao không giãn chu kỳ kiểm định tất cả các loại xe? Theo thông tư mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa được ban hành đối với xe có thời gian sản xuất từ trên 7 năm đến 20 năm vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định 12 tháng. Lý giải điều này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe cá nhân mới chưa qua sử dụng, linh kiện tốt, có chế độ bảo hành của hãng nên hầu hết đạt chất lượng kiểm định. Tuy nhiên, sau 7 năm, đa phần các xe hết hạn bảo hành, linh kiện dần hư hỏng. Trong khi đó, Việt Nam chưa quy định niên hạn phụ tùng, phí môi trường bảo dưỡng với xe cũ nên nhiều phương tiện cũ nát vẫn lưu thông mà không được bảo dưỡng thay thế phụ tùng, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Cục Đăng kiểm cũng lý giải việc tại sao phải giữ chu kỳ kiểm định 3 tháng đối với ô tô chở người trên 9 chỗ đã sản xuất trên 15 năm là bởi các loại xe này đa số cũ nát, bị đưa về các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa để chở người, chở công nhân, học sinh vô cùng nguy hiểm. Việc giữ chu kỳ kiểm định này để đảm bảo an toàn chặt chẽ, kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vì mục tiêu an toàn của người dân.